Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ tiến hành test con game hiện đang khá là hot thời điểm bây giờ ở trên PC. Đó chính là God of War. God of War, mình cũng không biết phát âm có chuẩn không. Trên con card màn hình RTX 206012G. Bởi vì hôm nay có một anh khách bên mình vừa mới mua bộ máy có cấu hình như thế. Nên là hôm nay mình sẽ thử test nó xem hiệu năng nó sẽ ra sao. Thì mình xin giới thiệu qua cấu hình với mọi người. Hôm nay đó chính là i5 11400. Và chiếc mainboard mình đang sử dụng ở đây chính là B560 ASUS TUF Gaming Plus B560 nhé. RAM thì mình đang chạy là hai thanh 8GB của Arata và bus nó đang sử dụng ở 3200. Bus 3200. Và card màn hình thì đương nhiên rồi. Nó chính là RTX 2060 12GB. Con này là của Gigabyte. Và không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ tiến hành test mở game và test game luôn cho mọi người cùng xem. Được rồi, bây giờ mình sẽ show setting trước khi vào game cho mọi người. Thì setting mình đang để là tất cả là ultra hết và DLSS mình đang bật. Mình không bật, mình đang tắt DLSS. Thì trước tiên mình sẽ test là không bật DLSS đi. Rồi, mình đang để hai setting. Và bây giờ mình sẽ vào game chơi luôn. Rồi bây giờ thì FPS đang ở trong game là từ 50 cho đến 60. Card màn hình đang tiêu thụ là 180W. Đấy, khá là đốt điện. Nhiệt độ thì cũng khá là nóng. 65 độ. Thực ra nhiệt độ này thì cũng coi là chấp nhận được ở mức bình thường. Mình cảm thấy nó ok, có thể dùng được. VRAM của card màn hình là 5GB. Đây phải nói là đang trong combat đấy thì FPS nó vẫn giữ được ở mức ý. Ảnh game đồ họa rất là đẹp đúng không mọi người? Con game khá là đáng chơi trong kỳ nghỉ Tết này mọi người ạ. Tầm này ở nhà mà cày cái con này thì quá là phê luôn. Mà để có máy cày thì mọi người hãy qua 3D Computer bên mình để mua máy về để chơi game này nhé. Được rồi, bây giờ mình sẽ thử bật DLSS lên xem nhé, xem liệu hiệu năng nó sẽ ra sao. Anh bật cho mọi người xem. Rồi. Rồi. Có vẻ hiệu năng cũng cải thiện được ở mức cũng cải thiện được một chút. Bây giờ thực tế mình đang sử dụng phần mềm quay màn hình là OBS thì không biết liệu nó có ảnh hưởng gì đến hiệu năng cả màn hình không, nhưng mà mình đã thấy hiệu năng nó đã cải thiện lên khá là nhiều, được tầm 10 fps. 10 fps thì 60-70 cũng coi là tương đối rồi. Có lúc mà nhảy lên 80 luôn. Đây đang combat nên là FPS nó nhảy loạn xạ cả lên. Giờ thì card màn hình tiêu tốn 170W rồi. Và CPU đang tiêu thụ 70W. Xung nhịp thì luôn giữ ở mức 4,2 cho đến 4,4 GHz. Khá là cao. Xung nhịp CPU khá là cao luôn. Và bộ cấu hình này đang có giá khoảng 30 triệu mọi người nhé. 30 triệu là mọi người có thể mua được i5 11400 và RTX 2060 12GB.
Tiếp đến bây giờ mình thử hạ xuống 2 2 setting và tắt DLSS đi. Xem liệu nó sẽ ra sao. Graphic. Ok, 2 setting. Wow. Hình như là đẹp hơn DLSS 2 với cộng cả 2 thì phải. Cộng Ultra. Sorry mọi người, mình nhầm nhé. Vừa đẹp lại vừa mượt nữa. Mình nghĩ là theo mình nghĩ chỉ cần chơi 2 là đủ rồi. Đã đủ để cảm nhận được độ đẹp của game rồi. Vừa đẹp vừa mượt nữa. Nếu mà mọi người muốn chơi 2. Còn sắp tới mình sẽ thử test 30612GB xem liệu nó sẽ ra sao, liệu nó có chênh lệch nhiều so với 20601 2GB không. Hầu như mình theo mình đã từng trải nghiệm rất nhiều game ộp thì mình thấy là chỉ cần vào game thôi thì hầu như là FPS sẽ giống nhau hết, nó không có sự lệch nhiều. Dù bạn chơi ở đầu game hay là cuối game thì FPS nó vẫn là như thế. Được rồi, hôm nay mình có thể là mình sẽ test đến đây thôi. Sắp tới mình sẽ ra nhiều clip test nhiều phần mềm làm việc và các phần mềm chơi và các game hot hiện nay nữa. Mong mọi người là sẽ đăng ký và ủng hộ kênh của bên mình mọi người nhé. Xin chào mọi người. Inside, boy. Rồi, được cái gì? Rồi, trông đẹp này.